là trời ngủ phá về chối ở chân dò cắn gì sao mà đi đâu trời. Ô là trời khốn nạn không. Ừ, mình chào mọi người, bữa nay mình vô kiếm bên ba mà bữa nay anh nằm đó em, mình thấy vô là chắc có vấn đề đó. Thì mọi người, thì anh ba ông đang ngủ, thì anh em vô nãy giờ rồi, ổng thì cái thói quen là ngủ chưa mà anh em mình ngồi đợi nãy giờ, nhưng mà trong chê lúc cười rợi thì mình có nảy ra cái một hàng phá ổng. Anh tính làm sao phá vô cái giò? Phá vô giò là sao? Phá vô chọc ổng vô đó rồi ổng kêu vô quay ổng nằm hoài. Phá cái giò nghĩa là vậy, anh lấy đồ phá, anh phá giò giống vô cái cột luôn á. Vô cái cột mình ghẹo không chơi, nhưng mà mình có hai ổ không đủ, vô nhà không kiếm ổ mà. Cái ổ phá cổng ổng biết không, để ổng có để ngoài không? Không biết ổng để, ổng thấy ổng ngủ sàn, ổng mở cửa trên á, ở trên cửa trên á. Giờ anh tính sao? Có nghĩa là cổng dây nó cục với bao nói phải không? Ừ, mình nói rồi. Ủa, vừa cái này nó đâu có cái gì được hả? Cái chì hả? Chì nằm trong kia á. Cái cột mà đó. Anh nói lại đi, anh lấy cái ổ nhỏ, anh nói cái ổ bự đưa đi đây phải không? Nói vừa luôn phải không? Anh nói là ừ, chứ nó cục quá sao anh phá vô cây được vậy phải không? Ừ, đúng rồi. Chết vậy phải không? Ừ, đúng rồi. Trên mà một đeo tổ bàn mà các bạn ở trong rồi chết chưa này. À, vậy là anh phá thôi, anh phá cái dầm cái cọng nhỏ vô giò ổng, còn cái cọng bự vô cái cột đi. Ừ, mà phải cần ổ nữa nha. Cần ổ nữa là đặng không biết ông có không á. Ừ, biết có không, để coi mình coi cái mình đi xe đánh này. Mình phải có một tủ nữa được. Hôm qua kìa. Qua chưa? Ba chưa quần, cho quần nó lại hay dữ vậy ta. Lẹ đi, lẹ đi, đừng ghé đó. Lẹ đi nè. Ủa sao mày, tao đâu có điện thoại cho mày hay mày đi đâu rồi? Đi qua đó chơi. Vậy đó. Ừ. Lẹ đi, lẹ đi. Mày tiếp tao chìm vô ba, vô cái cột của mày. Chìm lại. Chìm vô ba. Đây ngồi nè, ổng kiếm chuyển vô cái cột luôn. Ừ, chứ giờ kêu ổng đi qua quay video mà ổng cái thói ổng ngủ chưa hoài. Mình đi vô mà coi ổng ngủ thấy mê say không? Có gì cái mình lại do tay, mình vô mình hốt luôn. Vô coi bây giờ vậy? Ừ, đi. Chứ mình đi coi có ngủ không nha? Coi có ngủ ngon không? Nhớ nha chồng. Hai mày dẫn mình ngủ luôn đâu ông nội. Xích hài với nhau luôn không? Mà ta không có đủ gì hóa, tao hóa cái rồi mà với ổng dính lẹo luôn. Quay. Ông nắng ông sẵn kiếm gỗ hóa của ổng, khóa cổng của ổng để đâu á, kiếm lại luôn nha. Ừ, lẹ đi. Đừng đi tiếng động là ổng thức gì đó. Ổng thức gì không được cái... Hồi mà anh phá xong mà đừng ổng hay như trời. Ừ, mình nhẹ nè, mình phá vô đó, mình phá cái cột trước đi. Cái mình nhẹ, mình móc nhẹ cho mình bóp cái bóng cái mình chạy. Mà anh đừng có đánh ông, nghe đừng làm cho ông thức. Ừ. Có nghe mình quá rồi mình để đó đi. Ừ, khi nào ông thức ông dính vô con giò quá. Thì ra mình gãy bẻ gì mà các bạn. Vui không? Vui mình đi. Vui. À, thấy vui. Vui. Trả thù rồi. Có không? Có. Ủa, ông ngủ ông để đâu vậy ta? Vậy đó. Ông để thường ngày mà. Đâu? Ừ. Vậy là ổng phá cổ luôn rồi đó. Cổ phá ngàn năm của ổng nè anh ta. Là cái này, cổ này anh phá giò ổng nè. Có gì nói cổ phá ổng mình thì nó phá ổng tôi có biết đâu. Ừ, cô chừng tôi không biết đâu, cô chừng chị ba phá ổng sao. Ừ. Vì chị phá này của ông mà. Mới. Người gậy ông được luôn rồi quá. Người gậy ông được luôn rồi quá. Tại sao vậy? Ông biết ông để bà xa chó làm sao. Sợ ông đi uống nước trà, ông ta đạt hoài rồi, lúa thóc rồi ông đi xịt, ông về ngủ hoài. Thấy không? Nhỏ là ông thích một cái. Để ông xã, ý bà xã chối ông xã rồi. Ê, hay là sao? Hay là mình dụ con chó là ông phá trong dính cái chó. Không được, biết sao không? Chó nó khiểu mét không? Vậy là không được à? Vậy là không được à? Ừ. Thôi vậy là bây giờ anh em mình... Hốt đi. Hốt nha. Hốt luôn bây giờ hả chị? Hốt luôn. Mà ông ngủ ngon chưa? Ngon rồi. Mà ông có gáy không? Chưa gáy à? Chưa gáy nào, ông chưa có say mê luôn đó. Ông ấy mà lấy thuốc mũi mà chết cho ông mũi đi. Mà lấy thuốc chết dịch cũng được. Ừ, ở trên đó nó có mũi thuốc dịch mà chết. Trời mà quên quên cái trường chua ba, cái ba đang chết cho ông chết leo mà ẩu. Thôi vậy đi. Mình đi. Em thấy mà xích có dính vào ông được còn hay hơn.
thằng đó nó gặp anh vợ sợ biết không, bắt mấy cái con gì đó gieo nó là gieo nó giờ nó sợ lắm rồi. Nhẹ nhẹ thôi ông nội, ông phá cửa chi chạy hồi nãy nãy mở cửa mà tự nhiên phá là có đúng kìa à, như lại là đâu có phá mà ông gài gì đi vô cho nhẹ nhàng cô gài lên nó quỷ già. Đặt bàn chán suy nghĩ đêm nay ngủ bà nào đó. Trời ơi, 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 trời Không lọt hả? Cái ổ phá nó bự, cái cầm dây nhỏ quá mà. Sao mà vô nó tính chạy? Trong này nó nói. Ai biết đâu. Ôi trời, ôi trời, có rồi, có ai? Mình đổi lại. Đổi lại, anh lấy con nhỏ, anh lấy ổ nhỏ. Ủa, chết mẹ ơi. Được, lấy ổ nhỏ cũng đâu được. Cái kia à? Bến xe để em đi lấy cái cây. Cái chi nhỏ này nghe, cái ổ nhỏ, anh dở ra. Mày ra. Ba không hiểu không? Hiểu không? Ba hai cái nhỏ em chụm lại cái gì đấy, cái bự em chụm vô chung luôn quá lần. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ừ.
nào mà ngang chạy trời. Ủa cái chó còn lời phá tụi nó chơi cho nào ơi. Ngủ chút xíu nó phá dọ cho nè. Đếp ơi! Đếp ơi! Ôi là trời! Tới giờ mà động rồi, không cản chơi cái nào. Mà tôi tháo gì thế nha, tao quýnh kỹ cổ cho nha. Tao kỹ chơi. Ủa là trời, ngủ phá trôi lại chân, dò cắn gì, sao mà đi đâu trời. Ủa là trời. Khốn nạn không? Đây. Vô quay thì quay vô, vô ta ngủ chưa là cầm giò còn cắn kì trời. Nhiều ừ. Nào vậy, nào tới tao vậy. Cũng mới qua ngang con đi kia cũng mới lại à. Rồi qua nào. Cũng đi đằng đầu tàu đó cũng mới lại nè. Thấy thấy nào vô thấy tiếp đi làm vô chưa. Con đâu thấy đâu. Thì sao mà ai cầm tao đi? Ai chối tao nè? Tao bằng chi xích luôn nè. Ổ phá hai ổ luôn phá nè. Thằng thủ nhỏ ơi là trời. Thằng thủ nhỏ ơi là trời. Vậy mày thấy mày thấy tiếp vô không? Lập. Còn mới lại đây sao con thấy ai? Mày mới lại hả? Mày lại nào? Mới lại đằng cầu lẫn con mới lại cái sọt như vậy. Vậy ai chối tao gì vậy? Con không biết. Mấy quỷ dịch này chứ mà ai chân á? Ai vô đây chân á? Đâu biết đâu ạ. Ừ Phật ơi là trời. Như vậy thì sao đi đâu được? Mặt đáy chứ quỷ mẹ luôn sao đây? Mặt đáy chứ quỷ mẹ luôn sao đây? Ô là trời. Đi ra. Dạ chó nhà mày hai mày chứ hoa cho nên chú chó đi dò nè. Mặt rồi đây máu vô, tính rượu anh nhậu về quê rồi ai. Ai á? Chó vậy đây? Ai biết. Hả? Đi. Ai chó vậy? Ngủ nè. Phá dò tôi nè. Tôi đi đâu? Rồi đi đâu? Mà tôi đi chó, trời chó thì chết mẹ luôn rồi sao đi? Ôi trời ơi, Tú nó về qua rồi thấy là chó đâu đâu. Không, em kia mới lại mà. Vậy hả? Là xích vừa chở cho. Ồ, có trường kia ba quái thì anh giờ chưa phá ổ phá của ai. Em biết gì xích thì muốn xích ai nè. Hai hai thứ luôn nè. Ổ phá. Ờ, ổ phá, ổ phá cổng của anh mà. Ừ, rồi ai phá anh. Rồi chị ba phá rồi, về ba bên. Phá ổ phá chừng. Cô chừng anh đi uống cà phê nè, bởi vì bà bắt anh giữ nhà đó, mấy xe giữ nhà đó. Anh có ngủ ngồi dậy, thấy giờ cứ ngắt nặng nè. Là chắc bộ làm gì nữa mà bà ghét, bà phá lại nè. Bà nào? Chị ba chứ ai chứ. Mới vô tới đây. Cái này ổ phá của anh hả? Ủa, Tú qua nào Tú? Lấy được. Qua nào hả? Chạy đằng kia mới chạy lại nè. Chứ sao ngủ đây mà nó phá nè. Phá gì? Phá trời. Làm ăn kỳ trời. Bật bật mày ơi, ai biết con chừng chị ba chị má. Ủa điện chị má đâu? Ổ má ở đâu? Chị má đâu chứ ổ đó rồi. Bây giờ cái chè á chứ. Chứ hát trời, bà nội này mới giết rồi. Không coi chừng bà đi chơi không con đi chứ gì. Đó, chơi thì ngủ chưa mà chơi cái gì? Ngủ chưa mà đi chơi đâu nữa mà chơi. Không biết đâu sợ khi anh đi nữa rồi bà bắt anh giữ nhà đó. Phật nó giữ nhà, tao có nhà nó chứ mà giữ nhà. Ai biết cái này cái chìa khóa của anh thì bảo má anh lợi chứ lẽ tôi cũng biết gì đâu. Đó, tôi có biết đâu. Giọng này ngãi xuống cho ông ngồi xuống cho dễ rồi đó hoài. Mày làm gì vậy? Trời ơi, tôi không có làm gì đâu. Tôi tự giọng tôi ngồi luôn rồi khóa luôn mở giọng luôn. Chứ ông ngồi thấy ông ngồi như mỏi chết luôn cho xuống chứ. Ừ, luôn mỏi. Trời ơi, trời. Còn không trù tội nữa các bạn. Dữ vậy? Trời ơi, biết vụ gì. Cái phải vậy. Mà coi trời tới nay nhà anh hỏi tôi tới nay ngộ thiệt. Mấy cha này chứ không ai chứ.
mấy cha rồi chị ba chỉ đưa chú vỏ vàng đó, đó, đó rồi nó thừa người ta ông nội đâu chị ba nè ba chị ba hả chị ba hả ba hả mày nóng à mày mày mù à anh mù rồi tối tao lấy chìa khóa tao rồi tao mở tao phá rồi quá mình thích mày ô tao bỏ chìa khóa cho kỳ với chồng quá sao vậy mình ông đâu thấy mình lụm chìa khóa còn bởi gì ông cầm tay và cầm cây cho bà nè cho bún bà quá thôi gì bún bà cho bún bà quá phải bún đỡ bún mình tiếp mẹ đi lấy xe đạp vậy ủa lấy xe về đi thôi giờ mọi người ơi về hay là ông dặn luôn ông đi ông dặn luôn gì ơi ông đâu ra đâu dặn luôn á vậy không vào cái là xem bánh thôi chứ nó giọt mọi người về đi thôi mình xin lỗi cái đi rồi thôi về đâu có cầm búa bạn búa có bể cái đầu chết thôi về về sao cũng ghê cái chối giò tôi cắn lên tôi có chó nào quên xe bỏ rồi không thôi kệ quá rồi đừng quên chúng mình luôn thôi về rồi về luôn hay sao về luôn đi chơi gì mà chơi cái gì không mình có biết chuyện gì đâu mà tôi không có biết vụ gì đâu cái này giờ chị ba phá gì bỏ thuê mà đi về nhẹ bỏ chị ba cái tay ba nào tôi không cho mày nha trời ơi tôi nào tôi thề mà tôi đâu có làm gì thiện ác cái gì đâu thề không thề hả thề hả thề hả thề hả kỳ đó hả.